Thưa quý vị, những ngày này thì cùng với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng thực hiện phương án 3 tại chỗ, làm việc tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ. Tuy gặp nhiều thách thức trong việc vừa tuân thủ các điều kiện về phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất trên sóng, nhưng bằng sự quyết tâm, đồng lòng, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, người lao động tại đài đã chủ động vượt lên khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân để kịp thời đưa thông tin đến với khán giả, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Sẵn sàng các trang thiết bị để có thể tác nghiệp bất cứ lúc nào. Tập trung xử lý các tin tức nóng hổi để chuyển tải nhanh nhất đến khán giả qua các bản tin. Và đảm bảo kế hoạch sản xuất, phát sóng các chương trình truyền hình. Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều công việc hàng ngày mà đội ngũ gần 40 thành viên của đài phải đảm nhận trong những ngày thực hiện 3 tại chỗ. Việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 được đặt lên hàng đầu. Chỗ ăn, nghỉ được chuẩn bị chu đáo, nên đội ngũ phóng viên, biên tập viên, người lao động của đài luôn yên tâm sản xuất và xem đây như là ngôi nhà thứ hai trong những ngày Đà Nẵng giãn cách xã hội. Đối với tôi thì khi làm việc tại cơ quan thì tôi cảm thấy rất là yên tâm khi mà những cái sinh hoạt hàng ngày như ăn uống và cái môi trường tác nghiệp hoàn toàn được đảm bảo. Thậm chí trong những giờ rảnh rỗi thì thậm chí tôi cũng có tập luyện thể dục tại cái môi trường làm việc của mình, tại vì không gian rất là thoáng. Để đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền, nhất là về các ca bệnh, tình hình công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, ngay từ những ngày đầu thực hiện 3 tại chỗ, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đã chủ động xây dựng kịch bản tuyên truyền tổng thể trên đa nền tảng là các kênh sóng truyền hình, phát thanh và nền tảng số. Trong đó, bám sát với các chủ trương của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố để phân công nhiệm vụ một cách khoa học, phù hợp với số lượng người tham gia. Khi tác nghiệp thực tế, tuy đối mặt với nhiều thách thức về nhân lực, đồng thời là áp lực thời gian chuyển tải thông tin cũng như nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, nhưng đội ngũ phóng viên, biên tập viên phát huy tinh thần dấn thân, sẵn sàng có mặt tại các điểm nóng, kịp thời đem đến cho khán giả những thông tin có chất lượng cao, những thước phim quý giá về mọi mặt đời sống xã hội trên địa bàn thành phố, cùng những tấm gương sáng của các lực lượng phòng chống dịch, góp phần động viên nhân dân vững tin vào các chủ trương, chính sách của thành phố. Việc tác nghiệp cũng còn khó khăn, rồi số lượng người hạn chế theo quy định 30% của thành phố. Tuy nhiên là đội ngũ phóng viên, biên tập viên của phòng thời sự cũng đã rất nỗ lực hết mình, đoàn kết, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó mà chuyển tải các thông tin đến với khán giả một cách nhanh nhất, trung thực nhất, chính xác nhất. Vừa tích cực thực hiện 3 tại chỗ, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng vừa thể hiện trách nhiệm xã hội với những hoạt động như hỗ trợ lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu, các phần quà là nhu yếu phẩm, vật tư y tế nhằm tiếp sức, động viên các chiến sĩ trong tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ, trao tặng 500 xuất quà trị giá hơn 177 triệu đồng, gồm lương thực và các nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ngoài cái việc đảm bảo cái điều kiện ăn ở sinh hoạt, cái điều kiện phòng chống dịch khi tác nghiệp đối với các phóng viên biên tập viên thì đài cũng tiến hành đăng ký xét nghiệm định kỳ cũng như là tiêm vaccine cho cái đội ngũ thuộc tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó thì đài cũng tham gia các cái công tác xã hội nhằm chia sẻ cái nguồn lực cũng như là cái trách nhiệm, cái tình cảm của cán bộ công nhân viên đài đối với lại những người còn khó khăn ở trên địa bàn thành phố. Những ngày thành phố giãn cách xã hội, ai ở đâu thì ở đó cũng là những ngày không quên với đội ngũ những người làm báo tham gia công tác 3 tại chỗ của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Dù khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng tất cả đều xác định tâm thế và vị thế, bền bỉ chiến đấu, đồng hành cùng thành phố trên mặt trận tuyên truyền, góp phần động viên nhân dân vững vàng vượt qua đại dịch, sớm đưa Đà Nẵng trở về cuộc sống bình thường mới.